ba cái vô bánh ú hả? Gốc chưa ra bên đâu nha? Chưa ra bên bên này, chưa ra bên phải rồi ba trái hả? Sao mày bên đâu được ba? Từ từ nè, chơi đi. Rồi cho ba trái luôn, ba trái luôn. Ở đâu cũng được á. Rồi né nè, né nè. Ê, còn giấy cuối, còn giấy cuối. Rồi xong. Ba cái đúng không? Ba cái chữ A mà tôi chưa quên nói là phải hụt hết. Rồi xong, 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 xong. Phải hụt hết. Các bạn ơi, đây là tiễn thủ hồi xưa các bạn. Một trong những nghệ sĩ đó banh giỏi nhất trong giới nghệ sĩ mà bây giờ lực lộng quá các bạn thấy không? Lực lộng, lực lộng. Bây giờ chúng nè. Chúng không? Rồi vô. Đúng. Rồi. Nghệ sĩ Trung Lục nè. Rồi, không vô được góc chữ A các bạn ơi, chết rồi. Lục nghề rồi. Lục nghề. Thời gian đẩy đưa rồi. Thời gian đẩy đưa. Cặp chân vàng nè, cặp chân vàng nè. Đó, bây giờ hết rồi. Thằng Mỹ là nói là ba cái vô góc chữ A mà phải hụt hết. Còn đó. Bây giờ phải nói chúng nè. Rồi, nói chúng nè. Rồi, dùng cho anh đi bạn ơi. Mũi cho anh. Ba cái rồi. Rồi, ok chưa? Một trái rồi nha. Không lực lộng nữa nha. Rồi. Hà Đa có lông bò hút rồi bạn ơi. Ok. Còn hai trái. Lẹ lẹ lẹ. Cho anh đây luôn chỗ gần nè. Nè. Chưa. Đồ. Chính xác luôn. Khi em nói tiếp cái nữa nè. Cái nữa nè. Rồi đưa trái nữa. Bây giờ là anh trúng cái kê luôn. Rồi ok nha. Khó quá. Không mà vô vô chứ à. Anh thắng được rồi. Vô chứ à, ok. Đưa vậy như các bạn xem. Cái bàn sẽ trúng thằng ngang. Chụp chặt kỹ thuật, chụp chặt kỹ thuật. Đưa vậy các bạn rồi xem đá trúng thằng ngang. Ok, kỹ thuật vẫn chưa được sửa. Kỹ thuật vẫn chưa được sửa các bạn ơi. Lại chừng nào trái nào chưa được ra. Rồi. Nếu vậy như các bạn coi. Tôi đã cho banh trúng thằng ngang. Ok, lần nữa câu đó đó bạn. Cái đó thằng ngang thằng dọc anh. Thì nó đó. Nó xui rồi đó. Nó xui rồi đó. À, hên xui rồi đó. Rồi chúng sàn ngang nữa. Mà hiện giờ chưa trúng nè. Rồi. Thôi giờ mình làm đạo diễn thôi chứ mình đừng làm cầu thủ nữa nè. Lớn tuổi rồi. Lớn tuổi rồi, có tuổi rồi.